Các bạn thân mến, mình đang đứng đây là tảng đá Sikiriya. Đây là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới các bạn ạ. Và nơi này là thời xưa là của vua chúa Sri Lanka là sinh sống trên này. Đây là một tảng đá nguyên khối cao 200m so với cả mặt đất. Và là cái nơi mà các bạn không nên bỏ qua khi tới thăm Sri Lanka. Và trên kia thì có những cả cái tàn tích mà cổ xưa cách đây 1.500 năm rồi. Và vẫn còn rất nhiều cái điều bí ẩn mà người ta chưa thể nào giải thích được cho đến tận bây giờ. Thì tập hôm nay thì mình sẽ mời các bạn lên trên đó để đi thẳng lên trên đấy để cùng khám phá và xem là cái tàn tích trên đấy nó bí ẩn cái gì và nó như thế nào. Ok, chúng ta cùng lên đó thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bên ngoài nhá. Thì chỗ này là cái khuôn viên bên ngoài, là trước khi đi vào là mình sẽ cần phải đi mua vé ở đây. Ở đây thì người ta cũng quy hoạch ra những cái đường đi như thế này để cho khách tham quan đến, để có thể trải nghiệm cái gọi là cái quang cảnh ở đây các bạn. Rất nhiều cây cối xung quanh đây. Đây là cái bức ảnh mà toàn cảnh của Sikiriya này. Dưới này là cái khuôn viên này, và giữa tảng đá là cái núi chính ở đây. Đấy. Quang cảnh kiểu như là mình nhìn cũng nó na ná kiểu như là cung đình Huế vậy các bạn. Nó kiểu chia thành cái hình chữ nhật ở đây này, từng khuôn viên một, khuôn viên một. Và chính giữa là cái núi đá Sikiriya. Thì ở đây giá của nó là tầm bây giờ là giá là 36 đô cho một vé người lớn nhá các bạn nhá. 36 đô ở đây thì tầm khoảng hơn 800, gần 900 nghìn cho kiểu Việt Nam đồng mình nhá. Quầy cho người bản địa thì tầm khoảng có tầm 10, 20 nghìn thôi các bạn, rất rẻ thôi. Khuôn viên thì cũng có nhiều những cái động vật hoang dã như khỉ ở đây các bạn. Đó. Vừa nhập cảnh đây qua một cái quầy soát vé này thì bắt đầu đến địa phận của trong khuôn viên ở cái chỗ mà cung đình thời xưa ở Sri Lanka này. Thì bên ngoài đây đầu tiên là một lớp kiểu như là sông suối ở đây. Kiểu hồ nhỏ nhỏ ở đây người ta nuôi trồng sen rồi nuôi cá ở đây các bạn. Từ thời xưa luôn nhé các bạn nhé. Bao quanh cái này xung quanh đều là cái hồ nhỏ nhỏ như thế này đây. Những bước chân đầu tiên đi vào cái chỗ này là cái khuôn viên của đá sư tử. Ôi con kỳ nhông này các bạn này. Ô, đi vào đây cũng rất nhiều là khỉ nào là kỳ nhông này. Rất thú vị. Kiểu đây người ta bây giờ là kỳ quan thứ 8 của thế giới rồi đấy. Nên là những cái gì cây cối động vật đây đều người ta đều bảo tồn hết các bạn ạ. Cách đây hơn 100 năm thì người ta không có biết là trên cái tảng đá sư tử kia là có cái gọi là cái cung đình chính thức trên đấy đâu. Người ta chỉ nghĩ là cái khuôn viên này là cái chỗ thời xưa vua chúa ở thôi, tàn tích còn lại thôi. Nhưng mà đến năm 1832, một cái ông người Anh thì ông ấy phát hiện là đây không phải là cái khuôn viên chính để cho vua chúa ở, mà là chính là ở trên cái đỉnh núi trên đấy là mới là cái chỗ mà vua chúa thời xưa ở đây. Đấy, người dân là bao nhiêu năm trời là bị lãng quên đấy các bạn. Người ta không có biết là ở đây là có cái đấy. Thế ông người Anh ông phát hiện ra. Khi mà đến đây thì đầu tiên là xuất hiện những cái chỗ tàn tích như thế này thì đầu tiên là điều bình thường ấy. Kiểu người ta nghĩ là bình thường tại vì chỗ này là dễ xây dựng đúng không? Nhưng mà phía ở cái điểm chính hôm nay mà mình đi thì nó còn kiểu như là nhiều cái câu hỏi đặt ra là tại sao người ta có thể xây dựng được lên trên đấy các bạn. Thế cái vị vua mà thời trước mà xây lên cái này đấy thì là một cái trong cái vị vua mà quyền lực nhất ở thời cổ đại ở Sri Lanka các bạn ạ. Chúng ta đang bước về khuôn viên chính đây. Như các bạn có thể thấy ở đây thì bây giờ những cái tàn tích thời mà cung điện xưa của vua chúa ở Sri Lanka này thì hiện tại chỉ còn những cái viên gạch kiểu như những cái nền đất ở đây thôi các bạn. Không còn cái gì mà nguy nga kiểu như là còn nguyên vẹn cả. Thì theo những cái thống kê mà của những cái nhà khảo cổ ở đây ấy, thì ở đây là có ít nhất là tầm khoảng 6 triệu viên gạch mà từ 1.500 năm trước. Trong khi đó là 3 triệu viên gạch là nằm ở phía bên bên trên của cái cung đình chính ở trên kia các bạn. Mà cái điều mà đặt ra câu hỏi là làm sao mà thời xưa người ta có thể mang được rất nhiều gạch
mà lên trên cái tảng đá mà dựng đứng như thế này. Đối với những người bình thường thì khi mà đi lên trên này á, người ta nhìn chỉ là một cái tảng đá thôi. Nhưng mà khi mà đã tìm hiểu về cái lịch sử của những cái nơi đến như thế này á, thì mình, như bản thân mình là mình đặt ra rất nhiều cái câu hỏi, tại sao người ta có thể lại làm như thế nào, hay là có một cái thế lực siêu nhiên nào có thể xây dựng được lên trên đấy. Rất thú vị. Chúng ta cùng đi tiếp thôi. Very beautiful. Yeah. Good view. Come on. Thì sau một cái thời gian dài, rất dài mà lãng quên hàng ngàn năm đấy, thì đến năm 1831 thì có một nhà gọi là, không biết là thám hiểm hay cái gì đấy, nhưng mà ông này là người Anh, ông ấy tên là Jonathan Forbes, thì ông mới phát hiện ra được trên đỉnh của cái tảng đá này, nguyên khối này đây, là còn cái tàn tích chính ở trên đấy cơ, chứ mà không phải là chỉ ở dưới này đây. Sau cái quãng thời gian trước mà sau khi vị vua đấy mà mất đi á, thì có hàng ngàn năm đấy thì cũng có những cái vị sư người ta sinh sống ở đây, người ta làm chùa, làm thư viện ở đây. Nhưng mà đấy, người ta sống rất nhiều năm đấy, người ta cũng không phát hiện ra là được là trên đỉnh, làm sao được để lên trên đỉnh kia các bạn. Đây thì mình đang thấy có một cái chỗ không biết là có cái gì đấy các bạn, mình sẽ thử vào trong đấy để xem nhá các bạn. Dưới cái hang động này người ta cũng kiểu như xây lên thành một cái chỗ để nghỉ ngơi. Chắc là cái chỗ để cho các vị sư mà hồi trước đến đây để tu học ở đây và ở đây các bạn. Có rất nhiều những cái nơi như mình đi ở Afghanistan hay là ở miền Nam Ấn Độ ấy, những cái di tích mà lịch sử Phật giáo và thời xưa ấy, mọi người rất hay kiểu như là muốn vào đây để kiểu vào những cái nơi mà có hang đá để người ta các vị sư mà để tu tập trong này. Có một điểm chung là như vậy mình thấy ấy. Cổng vào là bằng hai những cái tảng đá nguyên khối đây các bạn. Mỗi cái bức đá đây mình đều thấy có những kiểu như là cái vết gạch đấy các bạn, kiểu như là cái bức tường để leo, người ta hồi trước người ta leo lên thì vậy. Đây là một cái hang động mà trước kia là như một cái, cũng là như một cái thư viện, cái chỗ mà nhà cho nhà những cái nhà sư người ta ở đấy các bạn. Và thời xưa thì trong này có những cái bức tranh mà người ta, nhà sư người ta vẽ lên đấy, nhưng mà hiện nay thì đã không còn. Cũng thể do quá trình mà thời gian thì nó bị hỏng hóc rồi người ta phá. Đấy, ở đây này. Tranh ở trước ở đây này, nhưng bây giờ các bạn thấy nó không còn nữa rồi. Đấy, các bạn thấy là đi trên cái đường này mà đây, những cái cửa như thế này đây, là cầu thang này là bây giờ mới có này, thì trước đây làm sao mà người ta làm thế nào để người ta trèo lên những cái vách đá như vậy, người ta vẽ những cái bức tranh như vậy để lên trên đá, mà trên đá rất cao cho các bạn nhá. Địa điểm trên này là cái địa điểm vẽ tranh này, đứng từ đây các bạn có thể nhìn rõ hơn này. Đấy, người ta trèo lên vách đá, người ta vẽ ở đấy. Còn vách đá đấy toàn dựng đứng thôi các bạn nhé. Có một cái hòn đá cắt ngang rồi các bạn. Và trên hòn đá này người ta đục luôn cả một cái bàn ở trên kia kìa. Đó. Đục vẽo từ cái hòn đá nguyên khối đấy các bạn. Cổng tiếp theo đây là đi cũng qua là hai cái tảng đá người ta trụm vào nhau, người ta lấy cái kiểu như là tự nhiên người ta làm cái cổng rồi các bạn. Giữa hai cái tảng đá là có một cái lối đi ở giữa. Cái cổng, hai cái tảng đá mà cổng vào đây thì các bạn thấy là người ta đục những cái này làm cầu thang này. Đấy. Thì đây nhìn rõ những cái hình cầu thang nha các bạn nhá. Để người ta lên trên đỉnh núi kia kìa. Cái điều mà làm nên cái gọi là cái tò mò, cái thắc mắc và cái bí ẩn cho cái nơi này là các bạn thấy ở đây là những cái cầu thang mà người ta làm nhân tạo này đây thì chỉ cách đây tầm khoảng gần 100 năm nay thôi, hoặc hơn 100 năm một chút. Còn đâu từ trước kia thì không có cái cầu thang nào mà những cái nhà khảo cổ người ta đến đây người ta tìm ấy, không có một cái cầu thang nào kiểu tự nhiên từ thời xưa để đi lên trên đỉnh cả.
thì lúc đấy người ta lại đặt ra nhiều câu hỏi là làm khi mà không có những cầu thang mà lên tự nhiên như vậy thì làm sao con người có thể mang gạch này, mang những cái đồ mà xây dựng lên trên đấy để có thể là thi công được một cái công trình trên đỉnh như vậy. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên trên đỉnh để cho các bạn xem cái kỳ quan thế giới thứ 8 của thế giới như thế nào nhá. Hôm nay là ngày cuối tuần, là cái ngày nghỉ của người ta, nên là mình lên trên này là cũng phải xếp hàng để có thể đi lên trên. Đằng xa kia thì có những cái gọi là những cái vết cắt này, thì không biết là liệu đấy có phải là cái cầu thang mà cái chỗ mà người ta coi là cầu thang để người ta có thể leo lên trên đỉnh núi được không. Nhưng mà với những cái cầu thang mà những cái đục ở trên rãnh đường đi kia mà người ta có thể mang cái nguyên vật liệu hàng tấn gạch lên trên để xây dựng như thế thì đúng là một quả là một cái điều kỳ tích các bạn ạ. Mang lên là đánh đổi cả với cả tính mạng của con người chứ đâu có đùa đâu. Chỗ này có những cái vết kiểu nét đứt để các bạn người ta đục đấy. Nhưng mà cái này thì không được sâu cho lắm. Thì mình nghĩ là đây không phải là cái cầu thang các bạn ạ. Thì làm sao người ta trèo thẳng đứng lên để người ta có thể là xây dựng trên kia được. Thì nhìn đến những cái nơi mà công trình như thế này thì mình mới cảm nhận một điều là những cái người thời xưa ấy, người ta cực kỳ là nghĩ ra được nhiều cái mà người hiện đại thời nay đầy đủ máy móc cũng không thể nào mà nghĩ ra trong đầu là mình có thể làm được cái điều đấy. Đấy. Trời. Đây, từ đây các bạn có thể thấy ở đây có những cái vết cắt này các bạn. Thì chắc là thời xưa người ta lấy ở những cái điểm G này để người ta vận chuyển đồ lên đấy. Và những cái vết đục ở đây này. Đây có thêm những cái vết cắt. Đây, các bạn thấy đường đi này, đường đi cổ xưa thì người ta chỉ có những thế này thôi đấy, nhưng mà nó chỉ được một đoạn thôi các bạn, nó không được lên trên đỉnh đâu. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Người ta cứ men theo những cái này để người ta leo lên đấy. Nhưng mà chính vì là kiểu như những cái vết cắt mà đường leo thang kiểu như cổ xưa nó không lên được trên đỉnh ấy, thì đấy cũng là lý do mà sau hàng ngàn năm thì năm 1831 thì có một người Anh, người ta mới phát hiện được cái địa điểm bên trên đây các bạn. Đầu trước lúc đấy là không ai biết là trên đỉnh nó có một cái tàn tích là vẫn còn trên đấy các bạn ạ. Nhìn này, ai mà dám trèo đấy các bạn. Trời ơi. Xong đấy, cái là dốc thẳng đứng xuống. Đây, cái cầu này người ta cũng làm từ những cái rãnh mà trước người ta bám lên đấy các bạn. Người ta để làm cái điểm chốt ở đây này. Đấy. Đấy, men theo các bạn thấy chưa? Bám nhờ? Chắc người ta cũng phải có cái điểm mấu chốt thì người ta kiểu điểm G ấy, móc sắt chẳng hạn. Trên này thì bắt đầu là người ta thi công gạch ở đây rồi các bạn. Bây giờ là đây mình đã đến cái gọi là cái tàn tích ở phía bên trên đỉnh rồi các bạn. Thì như cái cung đường mà vừa nãy là các bạn có thể nhìn thấy là người ta cũng đục những cái đường đi ấy. Nhưng mà bản thân mình thấy là vẫn rất nguy hiểm các bạn ạ. Người ta đục rất nhỏ và người ta gánh vác đồ lên trên này. Và mỗi lần di chuyển xuống là người ta cũng kiểu như là người ta đi xuống kiểu rất dốc ấy các bạn. Nên là thời xưa mà trên này đúng là một cái gọi là vua chúa sống trên này thì cực kỳ an tâm rồi. Để mà leo lên leo xuống thì cũng là cả một vấn đề rất khó khăn. Giờ chúng ta thì sẽ đi lên trên này và khám phá khu vực trên này nha các bạn nhé. Theo những cái nhà mà khoa học khảo cổ người ta đến đây thì người ta kiểm chứng là ở đây có ít nhất là 3 triệu tấn gạch ở trên này. Thì khi mà thời trước các bạn vừa xem là cái hành trình của mình lên trên này rồi đấy, thì chỉ có những cái vết cắt nho nhỏ ở vách đá mà rất dựng đứng so với bên dưới. Thì để mà người ta mang gạch lên trên này này, người ta sinh hoạt trên này này, người ta để thi công lên trên này thì mình không biết là
người ta thời xưa người ta trên này người ta có đồ ăn trồng trọt, người ta tự cung tự cấp lên trên này, hay là người ta phải mang đồ ăn từ dưới lên. Tại vì ở đây là rất cao so với cả mặt đất các bạn ạ, thì không có cái cây nào mà ăn quả hay là cây nào có thể vươn cao lên tận trên này để cho những người mà thi công trên này người ta ăn. Thì mình nghĩ là người ta sẽ mang từ dưới lên trên này. Mà trên cái vách đá dựng đứng như thế này, mỗi lần đi lên đi xuống là có thể nguy hiểm đánh đổi cả tính mạng các bạn ạ. Đi lên nhá, không những là vách dựng đứng nhá, mà trên này thì gió nó rất nhiều luôn. Sảy cái có thể sảy chân xuống mất mạng như chơi ấy. Thì nếu mà như mình thì mình sẽ không biết là thời xưa mình sẽ cầm một cái dây, kiểu dây mình vứt xuống đất, mình kéo đồ lên, hay là sẽ như mọi người là trèo từng viên lên. Thì nói chung là cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi mà mình cũng chưa có lời giải đáp các bạn ạ. Nếu mà mang, ví dụ mang gạch, các bạn thấy là 3 triệu viên gạch mà mỗi lần mang gọi là cùng lắm là nhiều nhất là mình nghĩ là chục viên, 20 viên đi là cùng đúng không? Thì các bạn thử nghĩ xem một bài toán là 3 triệu viên gạch lên trên này, mang lên trên này nhá, đã không mất không biết bao nhiêu thời gian rồi, và cái thời gian mà người ta xây dựng này thì cũng không biết mất bao nhiêu thời gian nữa, thì mình cũng không biết luôn. Đấy, mình chỉ đặt ra câu hỏi thế thôi các bạn ạ. Thì nơi trên này thì vẫn nhiều cái nó bí ẩn, vẫn còn chưa có lời giải đáp đấy. Hoặc cũng thể mình có một cái giả thuyết, mình nghĩ là trước khi lên trên này xây ấy, người ta sẽ xây dựng kiểu hệ thống cây ăn quả, ví dụ xung quanh cái tảng đá này như những cái cây này này. Đấy, thì cho những cái người công nhân trên này người ta thi công, người ta ăn uống. Đấy, đấy cũng là một cái giả thuyết do mình đặt ra. Đây là chỗ cao nhất và là cái gian điện chính của cái công trình này đây. À, nhìn ra xung quanh đây các bạn. Ở đây nó chia theo kiểu tầng lớp ấy, cao xuống thấp, từng bậc một. Đấy, từ view ra quá đẹp luôn các bạn. Và cái hồ đằng sau đây là làm từ cái đá cẩm thạch nguyên khối các bạn ạ. À, chiều dài của nó là tầm 27m, chiều ngang là 20m, độ sâu của nó là 2m. Và cái hồ này là có cái đặc trưng là khi mà mùa hè đến là không bao giờ nó cạn nước cả. Và mùa mưa thì cũng không bao giờ nó tràn nước ra quá bể cả. Đấy, thì rất thú vị. Và các bạn thấy là cái hồ này đặc biệt là nó đục từ cái đá mà cẩm thạch nguyên khối ấy. Thì mình nghĩ là khi mà người ta đục cái hồ này, người ta sẽ lấy những cái đá cẩm thạch đấy, người ta làm những cái đường đi ở trên này đấy. Đấy. Ok, giờ chúng ta cùng xuống kia để xem cái hồ này nhá. Từ cái góc đỉnh này đây thì các bạn có thể nhìn rõ cái khuôn viên mà vừa nãy mình đi này. Đó, đi dọc cái đường này đây. Rất hùng vĩ và đẹp. Địa điểm này là cũng là cái địa điểm cho những người bản địa, người ta lên đây người ta chơi, người ta ngắm cảnh cũng là khá là đẹp. Chỗ này là bậc cầu thang xuống hồ đây. Đấy, các bạn thấy này. Đấy, xung quanh đây nhìn rõ hơn là cái tảng đá đây người ta đục, người ta khoét thành cái ao này, cái hồ này các bạn. Từ đây thì các bạn có thể nhìn rõ hơn này các bạn. Thì trên này kiểu như có ít nước kiểu như thấm từ bên trên xuống này. Đằng kia nó cũng có nước thấm này. Thì chỗ này mình nghĩ thoát nước thì ở dưới nó cũng kiểu nó thấm xuống dưới và nó chảy đi ra ngoài ấy. Nhưng mà nó kiểu như nó thấm và một cách kiểu như là điều độ ấy. Kiểu như là mùa hè thì người ta cũng không thấm quá nhanh, và mùa mưa thì lại thấm vừa đủ để có thể thoát nước, nó không tràn lên. Đúng không ạ? Ta làm ra cái hồ này cũng rất thú vị đấy các bạn. Và có một kỹ thuật căn chỉnh là cũng khá là cao. Đấy, thời xưa đây này, người ta cũng làm ra cái bể bơi vô cực đấy các bạn. À, bể bơi này thì mình nghĩ là dành cho làm nông hơn, để cho trẻ con hoặc là phụ nữ mà không biết bơi thì sẽ ra đây này, đây để tắm này. Đấy, bể bơi vô cực nha các bạn nhá. Nhìn ra toàn cảnh ở đây. Quá đẹp. Ở chỗ này cũng có một cái ghế ngồi mà làm từ đá cẩm thạch, người ta là đục nguyên khối nữa này các bạn. Này, cái ghế để ngắm ra view ở đây. Đấy. Các bạn nghĩ sao khi mà đến nơi này cùng với mình ở đây? Thì các bạn có nghĩ là cái nơi này được làm
thời vua chúa thời xưa mà làm được bằng kiểu như là bằng công sức tay chân kiểu như là đơn thuần hay không, hay là thời xưa là có một cái công nghệ gì đấy nó bí ẩn mà đến bây giờ người ta chưa biết, kiểu như kim tự tháp Ai Cập cũng vậy. Đến bây giờ là cũng nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là làm sao những cái nơi như vậy có thể tạo nên được ấy. Hay là theo những cái truyền thuyết ở trong đạo, như ví dụ đạo Hindu này, thì nơi này được xây dựng lên bởi một vị thần ở trong đạo Hindu. Đấy, thì các bạn nghĩ sao về cái việc này thì có thể bình luận xuống phía dưới cho mình biết thêm được không. Còn đâu bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển sang một nơi khác để tìm kiếm những câu chuyện để chia sẻ cho các bạn đây.